Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Ở đây cô có ba tranh tĩnh vật. Thì phần quan sát nhận xét này các em sẽ quan sát về ánh sáng chiếu vào vật mẫu, đồ đậm nhạt của lọ hoa, của quả và độ đậm nhạt trên hoa và lá, cũng như là độ đậm nhạt của nền trên và nền dưới. Chúng ta thể hiện sao cho nó hài hòa. Về cách vẽ thì đầu tiên chúng ta cũng xác định hướng sáng chính chiếu vào hai vật mẫu, rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ màu theo đậm nhạt và cách cảm nhận của mình, và thể hiện màu nền là bước cuối cùng. Đây là các bước thực hiện ở một bài vẽ tranh tĩnh vật màu. Các em hãy cùng tham khảo các bước và thực hiện theo đúng. Về cách vẽ thì đầu tiên chúng ta cũng xác định hướng sáng chính chiếu vào hai vật mẫu, rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ màu theo đậm nhạt và cách cảm nhận của mình, và thể hiện màu nền là bước cuối cùng. Đây là các bước thực hiện ở một bài vẽ tranh tĩnh vật màu. Các em hãy cùng tham khảo các bước và thực hiện theo đúng. Về cách vẽ thì đầu tiên chúng ta cũng xác định hướng sáng chính chiếu vào hai vật mẫu, rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ màu theo đậm nhạt và cách cảm nhận của mình, và thể hiện màu nền là bước cuối cùng. Đây là các bước thực hiện ở một bài vẽ tranh tĩnh vật màu. Các em hãy cùng tham khảo các bước và thực hiện theo đúng. Về phần hướng dẫn về nhà thì các em hãy hoàn thành bài vẽ, và tiết sau chúng ta sẽ mang theo giấy A4, bút chì 3B hoặc 5B gom, và chúng ta cũng xem trước bài ống tích và cái bát để tiết sau chúng ta sẽ thực hành và tìm hiểu về cái vẻ đẹp của ống tích và cái bát. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em hoàn thành tốt bài vẽ. Mến chào các em.